Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật và đuối nước, khiến 4 người tử vong. Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10, khi nước lũ rút xuống, hai mẹ con chị Châu Nữ Thị Minh Hát, 63 tuổi, và con là Nguyễn Minh Tê, 27 tuổi, cùng chú khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, đang dọn dẹp trong nhà thì không may bị điện giật dẫn đến tử vong. Trước đó, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, hai học sinh là Hứa Thị Kiều V, 13 tuổi, học lớp 8, và Hứa Đại C, 15 tuổi, cùng chú thôn Kiều Châu, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, rủ nhau ra bờ ruộng đang ngập nước thì bất ngờ trượt chân ngã xuống vùng nước sâu đang chảy xiết và bị cuốn trôi. Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của hai học sinh trên và bàn giao cho gia đình. Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, thăm hỏi cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.